sử dụng các bạn nhé. Theo như những tín đồ, người ta xác định rằng đây là ngọn núi báo, là nơi Phật Di Lặc sẽ giáng thế lập hội Long Hoa, mở cuộc phán xét cuối cùng nhằm khai mở kiếp đời thượng ngương đầy phúc lạc. Có nhắc đến những hiện tượng kỳ lạ tại núi Cấm và vùng Thất Sơn bảy núi An Giang. Trong đó, những đêm triều báo đầu tiên là núi Ông Két, hay còn gọi là núi Anh Vũ Sơn, là nơi ngự của một vị thần là thần Két. Mẹ đấy con, kìa trên chót núi có con chim đã nổi từ lâu. Đến chừng khi có máu thấm vào, nó dùng dậy hiện lớn lao bay khắp. Mẹ để con một lần nó gấp, nhạc muôn người vẫn được như thường. Và mỗi lần cánh nó hoàng trương, nhà cửa sập, phố phường tan nát. Mẹ để con trên trời chim ác, dưới nước thì có cát cá hung. Thường chúng sanh nạn khắp cùng, chết hết chính, sống không tới một. Khi mỏ Ông Két hoàn thành xoay về núi Ông Cấm, lúc này phát sinh sóng lũ đập trời đất, sẽ có bàn tay đập vào núi Thần Két. Núi Thần Két là sao? Ở nhà, nó là mấy ngày để làm sứ mạng thiêng liêng, diệt trừ những kẻ xấu. Cũng thời điểm đó, ngọn núi cao nhất Thất Sơn được giáo thuyết của tôn giáo này xác định là địa điểm Phật Di Lặc sẽ giáng thế lập hội Long Hoa, mở cuộc phán xét cuối cùng nhằm khai mở kiếp đời thượng ngương mới đầy phúc lạc. Cuộc dạng thiên ngọc bắt đầu đổi lên, năm đòn bảy núi bắt đầu thay đổi. Đức Quỳnh giáo chủ nó nói: nhân đạo tiếng sóng nổ vang, Thất Sơn lộ vẻ đền vàng báu thay. Trên bị cùng nhiệm báu lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sống báu quý. Đời cùng tu gấp kịp thì, nặng tròi báu ngọc ly kỳ năm non. Lầu đài núi Cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bày. Và các bạn có thể nhìn thấy là cầu Mỹ Thuận 2 cũng đã bắt qua sông Tiền. Như vậy là một phần của cái lời tiên lạc này tọa lạc trên núi Cấm được xếp kỷ lục Việt Nam, xếp hạng là bức tượng Phật Di Lặc tọa lạc trên núi lớn nhất Việt Nam, và cũng được xếp hạng là bức tượng Phật Di Lặc tọa lạc trên núi lớn nhất châu Á vào năm 2005 đó các bạn. Và ngài với một cái màu, đó chính là y tượng là màu trắng nha. Và các bạn biết không, tượng Phật Di Lặc á, thì mình hay gọi là Phật Di Lặc, nhưng mà nếu mà chính xác hơn á, thì phải gọi là Bồ Tát Di Lặc. Và Đức Phật Di Lặc trong tiếng Phạm còn có tên gọi là Maitreya, nghĩa là tình yêu thương, sự thánh thiện. Ngài được xem là Đức Phật thứ năm trong ngũ Phật. Và khi Phật Pháp đứng trước nguy cơ bị hòa diệt thì Ngài sẽ xuất hiện. Các Phật tử tin rằng Ngài đang ngự tại cung trời Đâu Xuất. Sau hàng vạn năm nữa Ngài sẽ giáng thế và tiếp tục kế thừa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tuyên thuyết và truyền thừa chánh pháp. Lúc này Ngài sẽ đem đến một chánh pháp mới để con người sống hạnh phúc và an lạc hơn. Và cho đến hiện tại bây giờ thì Đức Phật Di Lặc, dù Ngài chưa xuất hiện nhưng mà Ngài đã ngự trên núi Cấm rồi hơn 20 năm rồi đó nha quý vị và bạn. Núi Cấm sợ gì có tên là núi Cấm, cho bởi vì ngày xưa lại lên trên này, và cũng như là để bịt tin tức lại vì ông đã ra lệnh là cấm người dân lên trên vùng núi Cấm, và cũng như rao tin tức là ở đây lắm yêu nhiều thú dữ, từ đó mà không ai chịu lên núi Cấm, và cũng như là núi Cấm lại có tên từ đó.